thất nghiệp sau 10 năm đi làm nhưng tài khoản dự phòng không quá 50 triệu đồng, tôi nhận ra. Thành bại của đời người cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ này. Sau 10 năm đi làm, khi thất nghiệp 3 tháng, người phụ nữ này vẫn lo ăn từng bữa và phải lo nghĩ về các khoản tiền chi tiêu cho tháng tiếp theo lấy từ đâu. Giữa năm 2022, sau 10 năm giữ chức trưởng phòng ở công ty truyền thông, chị Khương Hạ Nhu, Bắc Kinh, Trung Quốc rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài 3 tháng. Với 10 năm làm việc không ngừng nghỉ, ngay từ khi ra trường, cô chưa từng rơi vào cảnh nhàn rỗi như thế này. Ngoại trừ tuần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái, thời gian còn lại tôi bắt đầu bị hoảng loạn và lo lắng. Mỗi ngày tôi đều lo lắng tiền ăn ngày mai, tiền thuê nhà và các chi phí này tháng sau đến từ đâu, chị Nhu nói. Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc điên cuồng nộp hồ sơ, Khương Hạ Nhu bắt đầu suy nghĩ bản thân đã đi làm đến 10 năm, nhưng tài khoản tiết kiệm của cô không quá 10.000 nhân dân tệ. 34 triệu đồng vẫn không tìm được công việc như ý muốn, vậy vấn đề ở đây là gì? Lúc này cô bắt đầu tự đặt câu hỏi bản thân cần làm gì để tiến gần hơn đến thành công. Sau 3 tháng, cô nhận ra câu trả lời thực sự là hai chữ từ bỏ. Một, từ bỏ môi trường cũ. Nếu đang ở những năm đầu đi làm, mỗi ngày sau giờ tan làm của bạn có rơi vào trạng thái như thế này không? Tan sở, bạn vượt cơn tắc đường để về nhà. Sau đó bạn dùng bữa ăn với món mua tạm ngoài đường và vừa ăn vừa lướt mạng xã hội. Sau khi ăn xong, bạn nhanh chóng ném bịch đồ ăn sang một bên và ngồi xuống ghế tiếp tục sử dụng điện thoại. Nhìn lên đồng hồ, bạn nhận ra đã là 21:30. Bạn nhanh chóng vội vã đi tắm rửa trước 10 giờ. Tắm xong, bạn lại tiếp tục cho bản thân nghỉ ngơi thêm bằng cách lướt điện thoại đến 11 giờ. Khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bạn hối hận vì bản thân đã không tham gia vào lớp học trực tuyến hay dành thời gian cho những bài tập vận động nhẹ nhàng ở nhà. Với sự hối hận và tự trách của bản thân, thậm chí bạn không ổn định trong giấc mơ của chính mình. Hãy từ bỏ ảo tưởng đó đi, bạn sẽ không có một ngày nào đó thay đổi được bản thân nếu không bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Điều cần làm là sau giờ tan sở là bạn cần đến thẳng thư viện để nghiên cứu, lao vào phòng tập để chạy bộ, tham gia vào các cộng đồng trực tuyến hoặc những buổi học trực tiếp để cùng tiến bộ với người có chung đam mê. Cuộc đấu tranh vượt qua chính mình thường dễ bị thất bại và bỏ cuộc giữa chừng. Bạn cần chủ động thay đổi môi trường và tránh xa mọi cám dỗ là khởi đầu của thành công. 2. Từ bỏ suy nghĩ cũ Cuốn sách Thinh and Glowzik đề cập rằng dù giàu hay nghèo bạn đều là sản phẩm trong suy nghĩ của mình. Bạn có thể thấy rằng hiện nay, nhiều chủ đề như đột phá nhận thức, nâng cấp tư duy đang được nói đến đến khắp nơi. Bởi vì ngày càng có nhiều người nhận ra rằng chỉ bằng cách thay đổi suy nghĩ của chính mình trước họ mới có cách tiếp cận khác và tìm ra con đường mới dẫn đến thành công. Bạn không thể mong đợi cùng làm một việc mỗi ngày, nhưng nhận được các kết quả khác nhau. Bạn có thể thấy ở mỗi lĩnh vực từ bất động sản, chứng khoán tất cả đều có những người làm giàu được từ công việc này. Trong số những người này, tại sao không có bạn? Vì thực tế bạn thiếu tầm nhìn xa. Bạn không nhận ra được dòng chảy ngầm của thời đại, bạn thiếu sự chuẩn bị, bạn chỉ quan tâm đến hiện tại mà không có kế hoạch cho tương lai, bởi vì bạn luôn do dự, nhìn trước ngó sau và không dám đầu tư mọi nguồn lực của mình để thực hiện. Tất cả những điều này xét cho cùng chỉ là nhận thức lý tính không đúng chỗ. Nếu đã làm việc chăm chỉ và không đạt được kết quả như mong muốn, đã đến lúc bạn cần thay đổi. 3. Từ bỏ thói quen cũ. Nhà văn Wei đã nói, ban đầu chúng ta tạo ra thói quen của mình sau đó nó sẽ tạo ra chính chúng ta. Khương Hạ Nhu đã chia sẻ về câu chuyện giảm cân của chính mình. Khi cân nặng vượt ngưỡng tôi đã thúc bản thân bằng cách giảm cân chạy bộ. Để đạt được mục đích tôi cá cược với một người đồng nghiệp rằng trong 5 tháng, nếu không giảm được 10 cân tôi sẽ nguyện gửi cho anh ấy 1.000 nhân dân tệ. Thực tế sau 5 tháng tôi đã mất số tiền này. Sau khi thua cuộc, cô bắt đầu nhận ra vấn đề của mình vì tôi đã quen với việc ăn ít hơn vào bữa sáng và bữa trưa còn bữa tối thì tôi ăn như bình thường thậm chí là vượt xa tiêu chuẩn bữa sáng chỉ với một quả trứng tôi có thể bỏ bữa một cách đơn giản bữa trưa cũng chỉ có một phần ăn nhỏ nên cũng có giảm được tuy nhiên sau một ngày dài làm việc mệt mỏi ý chí của tôi gần như sụp đổ và không thể nhịn được nữa ai cũng biết nếu muốn giảm cân phải cắt giảm bữa tối tuy nhiên tôi đã mắc kẹt ở cái bẫy của chính mình không thoát ra được nên việc giảm cân đương nhiên thất bại cô nói Tuy nhiên, sau khi nhận nhận ra sai lầm của mình, Hạ Nhu đã điều chỉnh phương pháp giảm cân. Tôi cho phép mình ăn sáng và và ăn trưa no. Bữa tối tôi chỉ ăn dưa chuột hay cà chua. Sau một tháng, cân nặng của tôi giảm một cách đáng kể. Có thể thấy khi có thói quen tốt bạn sẽ hình thành lộ trình để thay đổi được bản thân theo hướng tích cực. Bởi vậy nếu hình thành thói quen xấu, chúng ta sẽ tốn rất nhiều sức lực để sửa chữa chúng. Để những thay đổi mới xảy ra, bạn cần phải phá vỡ thói quen trong quá khá khứ và phát triển lại các khả năng mới. Nếu muốn giảm cân, bạn cần đặt mong muốn ăn uống vào vào bữa sáng và trưa thay vì bữa tối. Nếu muốn từ bỏ thói quen sử dụng điện thoại di động vào lúc rảnh rỗi, bạn có thể thay thế chúng bằng đọc sách. Đừng mong có thể thay đổi thói quen này ngày một ngày hai. Trên thực tế con đường này sẽ tiến ba bước và lùi hai bước, tuy nhiên cuối cùng bạn sẽ đến đích. Cuối cùng, Khương Hạ Nhu khẳng định càng có nhiều kinh nghiệm bạn càng hiểu sự khôn của việc từ bỏ. Ai cũng như một tác phẩm nghệ thuật và ai cũng là nhà điêu khắc của chính mình khi bạn tự mình chạm khắc tinh xảo và loại bỏ những phần phức tạp dư thừa những gì còn lại sẽ là một kiệt tác